Và vào chiều qua thì lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ký quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam của cơ quan điều tra Công an thành phố đối với bà Vũ Thị Hồng Ngọc, 40 tuổi, có hai quốc tịch là Mỹ và Việt Nam, vợ của bác sĩ thẩm mỹ Kim Quốc Thái. Theo quyết định này, bà Ngọc bị bắt tạm giam vào trưa cùng ngày và bà Ngọc cũng bị khởi tố về tội cố ý gây thương tích. Trước đó, bà Ngọc bị bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự và gia hạn tạm giữ vào ngày 26 tháng 4 theo quy định của pháp luật để điều tra, làm rõ. Bà này khai thuê nhóm giang hồ 1 tỷ đồng để chém giàn mặt chồng cũ thông qua sự giới thiệu của một bác sĩ. Ngày 4 tháng 6, Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM đã không phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với bà Ngọc của cơ quan điều tra, quyết định trả tự do cho người này. Tuy nhiên, chiều qua sau khi đủ cơ sở khởi tố vụ án lãnh đạo, thì Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM đã ký quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam của cơ quan điều tra Công an thành phố đối với bà Vũ Thị Hồng Ngọc, 40 tuổi, mang quốc tịch Mỹ và Việt Nam và là vợ của bác sĩ Kim Quốc Thái.